Diêm Vương gọi mình lúc nào thì mình vâng mình đi lúc đấy, đấy. Nghĩa là đến đến cái mức độ đấy rồi đó. Thì cô phát hiện ra là khối u xơ tử cung. Thế sau đó thì sau 4 năm thì cô không chịu được đau nữa. Thì cô đã phải đi mổ. Coi như là gần như là chất lâm sàng rồi đấy. Nó đi xuống. Nó đi xuống thì đồng thời là cái xương khớp của cô bắt đầu nó thoái hóa từ đốt sống cổ đến tận L4, L5. Ngồi như thế này là vã mồ hôi và muốn xỉu. Ăn thì rất khỏe, cơm ăn rất ngon, cái gì cũng muốn ăn, ăn rất ngọt, hoa quả thôi là ăn thoải mái. Tăng cân không kiểm soát, ăn nhưng mà lại vẫn cứ mệt. Nó cứ mệt xong nó cứ muốn như kiểu là mình muốn ngất đi, muốn xỉu đi. Xong bắt đầu là cái tim mạch của mình nó cũng bắt đầu là nó loạn xì hậu, đến lúc thì nó đau tức ngực, nó co thắt, nó làm cho mình nói chung là khó tả lắm. Anh chị em nào bị bệnh đường ruột như tôi thì chắc là sẽ thấu hiểu cái hoàn cảnh. Thứ nhất là được tá tràng. Nó rất là khó chịu. Cái thứ hai là bệnh trĩ. Tôi đeo theo chú gần 14 năm. Và một bữa trước đây thời thanh niên là tôi cứ ăn tầm 15 đến 20 quả ớt. Chính vì những cái lối ăn mà để đảm bảo được cái ngon miệng mình, sau này nó lại trở thành những phản tác dụng. Cái vấn đề về đường ruột của tôi là được ổn định. Trĩ là gần như là biến mất rồi. Và tôi không phải động một cứ một viên thuốc tây hay là dao kéo gì cả. Cô khỏe lên, và ăn ngon hơn, ngủ cũng ngon hơn và cũng không thấy đói vặt. Và sức khỏe cô lúc đấy là tinh thần cũng thoải mái hẳn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Em Mai. Và đây là chuỗi video chia sẻ về những cái câu chuyện của những người bạn, người cô chú của Em Mai sau cái chương trình thải độc. Và đến với cái video ngày hôm nay thì Mai rất là vui khi mà được giới thiệu với mọi người hai vị khách mời rất là đặc biệt, đó là chú Thắng và cô Bình. Hôm nay thì rất là muốn nhờ cô chú lắng nghe cái chia sẻ của cô chú về cái trải nghiệm của hai vợ chồng sau khi mà tham gia cái chương trình hải độc. Thì đầu tiên cháu có thể nhờ cô Bình và chú Thắng thể giới thiệu về bản thân mình một chút để cho mọi người cùng biết được không ạ? Thì tôi tên là Đào Thị Bình, năm nay tôi 49 tuổi, hiện thì tôi đang sinh sống tại Hà Nội. Hello, xin chào Mai. Dạ vâng, với chú. Chương trình hôm nay chú rất vui được tham gia với chương trình cháu. Thì chú là Cao Việt Thắng, chú sinh sống tại Hà Nội. Hôm nay mọi người có thấy một sự đặc biệt không ạ? Mỗi khi khách mời của Mai thì sẽ chỉ có duy nhất là một người thôi, nhưng mà hôm nay rất đặc biệt khi mà mời được cùng lúc cả hai cô chú trong cái video ngày hôm nay. Thì theo như cá nhân cháu được biết ấy, thì hai cô chú đều là những cái người mà trải nghiệm cái chương trình thải độc và có những cái kết quả rất là tốt. Và hôm nay thì rất là muốn cô chú chia sẻ chi tiết và cụ thể cái hành trình của mình trong cái chương trình này. Thì trước khi mà để mọi người có thể lắng nghe được cái trải nghiệm đấy thì cháu có thể phỏng vấn cô Bình trước một chút, đấy là cái thời điểm trước đây ấy cô, thì là bản thân cô có gặp những cái vấn đề sức khỏe gì và nó đã theo mình trong suốt khoảng thời gian bao lâu không ạ? Thì cô cũng chia sẻ thật là vào cái năm mà cô thì sức khỏe của cô thì nó không được tốt. Thì bắt đầu từ năm 2008 thì bắt đầu là cô đã có những cái biến cố rồi. Biến cố là cái năm 2008 ấy thì cô phát hiện ra là khối u xơ tử cung. Thế sau đó thì sau 4 năm thì cô không chịu được đau nữa. Thì cô đã phải đi mổ cắt bỏ cái khối u đấy rồi. Đã. Rồi, thế xong tiếp. Thì trước năm 2008 ấy thì là 2006 thì cô đã bị, do mình lao động vất vả thì mình bị đau ruột thừa, nhưng mà mình lại cứ nghĩ là mình bị đau dạ dày. Thế cái năm đấy thì là vừa làm kinh doanh thì là coi như là mình cứ cố mình ở mình đau dạ dày cho nên là mình cứ cố mình làm, mình nghĩ là mình chịu được, thế đến lúc là mình gần như là mình ngất ra rồi. Dạ. Thì đi vào bệnh viện khám thì mới biết là mình bị đau ruột thừa và nó sắp bị vỡ. Nó sắp vỡ ra rồi ấy. Mình để lâu quá đúng không cô? Mình để lâu quá, thế là phải mổ cấp cứu. Đấy là lần thứ hai là cô đã coi như là gần như là chết lâm sàng rồi đấy. Khá là nguy hiểm. Thế sau, từ sau cái mổ khối u năm 2012 ấy, thì bắt đầu sức khỏe của cô bắt đầu là dần dần là nó đi xuống. Đi xuống thì đồng thời là cái xương khớp của cô bắt đầu nó thoái hóa từ đốt sống cổ đến tận L4, L5. Là coi như là không có một cái đốt sống nào gọi là không gặp vấn đề. Đúng rồi. Bác sĩ bảo là thôi sống chung, mà nếu như mà có điều kiện thì mỗi một vài năm lại đi thay một cái đốt địa đại đấy. Vâng. Thì may ra thì mới cứu vãn được. Đục hết đi và thay lại. Bác sĩ nói thế luôn. Dạ.
càng ngày thì cái sức khỏe của mình nó càng yếu thì đến cái đầu tháng 5 vừa rồi ấy, là cô liên tục là tự dưng là cái triệu chứng là mình cứ ngồi như thế này là vã mồ hôi và muốn xỉu. Tôi nghĩ là bị tụt đường huyết đấy, đúng không? Nó gần như thế, nhưng mà mình nghĩ là mình nghĩ như thế thôi. Ăn thì rất khỏe, cơm ăn rất ngon, cái gì cũng muốn ăn, ăn rất ngọt, hoa quả thôi là ăn thoải mái. Tăng cân không kiểm soát, nghĩa là bình thường thì cô chỉ là ở cái mức là 48-50 cân, nhưng đến lúc mà nó phát bệnh lên ấy, thì tự dưng là nó lên 54-55 cân ấy. Nghĩa là mình thấy nó tăng một cách quá nhiều. Đúng rồi. Mà lại còn cảm thấy ăn rất là ngon miệng đó. Đúng rồi. Thế xong bắt đầu là mà ăn nhưng mà lại vẫn cứ mệt. Nó cứ mệt, xong nó cứ muốn như kiểu là mình muốn ngất đi, muốn xỉu đi. Xong bắt đầu là cái tim mạch của mình nó cũng bắt đầu là nó loạn xì hậu, đến lúc thì nó đau tức ngực, nó co thắt, nó làm cho mình nói chung là khó tả lắm. Cảm thấy mệt mỏi đúng không? Nói chung là nghĩa là lúc đấy là thôi. Diêm Vương gọi mình lúc nào thì mình vâng mình đi lúc đấy, nghĩa là đến cái mức độ đấy rồi đó. Thế xong rồi là con bé Tiểu Minh thì nó mới bảo là mẹ ơi, cái chị ở Thanh Hóa con sinh năm bằng tuổi mẹ, mà chị cũng bị ca, mà chị sử dụng sản phẩm bao nhiêu năm nay mà chị vẫn trẻ vẫn đẹp và vẫn duy trì được cái mức đấy, mà chị không bị gì cả, thế thì mẹ xem như thế nào. Mà cái này là cân bằng dinh dưỡng trên bàn ăn nha mẹ nhé, không phải là mình sử dụng những cái sản phẩm không phải là mình phải tác động một cái gì nó quá đâu. Nghĩa là cô làm biết là nhờ là con gái nói đúng. Thế cho cháu hỏi một chút là trước khi mà nghe chị nhà cô chia sẻ thì cô có thử những cái cách nào khác để có thể cải thiện cái vấn đề đấy không? Có chứ. Nghĩa là thuốc nam này, cao gắm này, rồi là tất cả cái đại loại là cái gì cô cũng thử. Nghĩa là cứ nghe ai nói cái gì tốt thì mình thử đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, kể cả đi bác sĩ mình cũng đã đi rồi, đi Sài Gòn để mình kiểm tra. Như kiểu là vật lý trị liệu là cái xương của mình đấy. Vâng. Để cho nó cải thiện được cái đĩa đệm ấy. Nghĩa là đi tập hết rồi đấy. Thế nhưng mà nó cũng không có cải thiện được, nghĩa là chỉ khỏi được cái lúc đấy là nó giảm đau hoặc là nó trở lại bình thường thôi. Nghĩa là xử lý được triệu chứng cái thời điểm đấy thôi. Đúng rồi. Thế nhưng mà sau một thời gian thì nó lại chẳng may, ví dụ như mình chỉ cần ngồi sai tư thế một cái là nó lại đau. Hoặc là mình bế cháu là nó lại đau. Mà mấy năm trước này cô là có cháu thật đấy nhưng mà phải thuê giúp việc bởi vì mình không bế được. Bị đau quá. Bị đau mới lại tay mình không có cảm giác. Bế là cháu cứ nó ngáy ngó hay là nó tụt xuống và mình không đỡ được. Mà có những thời điểm là thìa là mình cũng không cầm được, bị đau. Nó đau. Cái tay của mình nó không kiểm soát được. Đấy. Thì cô Bình cũng gặp khá là nhiều vấn đề mọi người ạ, từ cái việc mà cô mặc dù nhá, cô Bình như mọi người thấy cô Bình chia sẻ là cô Bình cảm thấy cô Bình ăn rất là ngon miệng và cô Bình thấy là cô Bình tăng cân. Thế nhưng mà lúc nào người cũng trong cái tình trạng mệt mỏi và cảm giác là như muốn ngất xỉu. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà mọi người có thể thấy là không phải là chúng ta cứ ăn ngon miệng và nhưng mà chúng ta phải rất là để ý là chúng ta ăn ngon miệng và chúng ta muốn ăn hoặc chúng ta muốn ăn cái gì. Nếu như mà mọi người mà có cái xu hướng mà cô thấy là thèm ăn quá nhiều đồ ngọt hoặc hoa quả ngọt thì thực sự là nó cũng không tốt cho sức khỏe ở về bên trong, đặc biệt là những cái tuổi tầm như cô chú, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cá nhân cháu thì biết là cô Bình là người bắt đầu vào chương trình trước, sau đó mới đến chú Thắng. Thì cháu rất là tò mò đấy là tại sao chú Thắng không bắt đầu cùng với cô Bình cái thời điểm đấy mà lại sau một thời gian thì mới chọn đồng hành cùng với bà xã. Cháu rất là tò mò vấn đề đấy. Câu hỏi của cháu về vấn đề tò mò, lý do là sao chú lại bắt đầu sau. Dạ. Thì thực ra với cái chia sẻ của chú tới đây đấy, chú, lứa tuổi của chú hoặc là những người bạn bè của chú hoặc là những anh chị ở lớp trên thì mọi người đều hiểu rất rõ về vấn đề sức khỏe của mình, ai cũng gặp cả, ai cũng hiểu rằng là việc lão hóa là tất yếu. Và trước khi biết đến chương trình này thì chú cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái chương trình khác, những cái cách khác, từ cái cổ truyền dân tộc cho đến y học hiện đại. Bản thân chú thì cũng không thiếu gì bệnh, và chú tin rằng ở đâu đó ở ngoài kia, những người tầm tuổi của chú trở lên họ cũng có những vấn đề về sức khỏe, nhưng mà chưa tìm được đúng cái hướng đi để mà sử dụng, để chăm sóc chính mình. Thế sau khi con gái cả của chú đưa về một cái chương trình chăm sóc để cho thực chất là để cho cô hay mẹ đẻ của nó là được sử dụng và xem là cái hướng cải thiện cơ thể của mẹ như thế nào.
Ê, tất nhiên là khi mà mình vào bất cứ một cái chương trình nào, mình đều phải nghiên cứu rất kỹ. Tính chú thì tỉ mỉ. Dạ. Chú phải được biết rõ nó có thật không, nó có đủ tốt không, và nó thực sự hữu ích hay không. Đấy là lý do tại sao chú lại cứu lại đến sau. Dạ. Và dùng sau. Dạ. Mặc dù thông tin đến cùng một lúc. Dạ. Ở trong nhà mà, thì đương nhiên con đem đến một chương trình như vậy thì bố mẹ đều biết hết cả. Nhưng mà lý do tại sao chú lại phải đến sau, chú tìm hiểu rất là kỹ những vấn đề như thế. Thế sau khi cô dùng rồi thì thực ra đấy, cháu nhìn đây là những hình ảnh trực tiếp. Dạ. Đấy. Và nếu mà xem lại những hình ảnh trước đây cô chụp ảnh lên thì các cái vấn đề về mỡ, về nám ở quầng má. Dạ. Của cô nó rất rõ nét. À, nói thật là cũng rất là nặng cân. Dạ. Nhưng mà sau khi sử dụng chương trình thì có đỏ hai bản kết quả. Dạ. Máu trước khi sử dụng sản phẩm và sau khi sử dụng phẩm là thấy đúng là nó đã đưa trở về chỉ số rất là đẹp. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là cái hàng như bây giờ đã khác xa, có sự cách biệt với lại những bức ảnh cũ trước đây. Nghĩa là ngoài cái chú Thắng thấy cái vấn đề xét nghiệm máu của cô Bình là thay đổi, và chú thì nhận thấy cái việc là cái vẻ bề ngoài của cô Bình có thay đổi. Thực ra thì với quan điểm cá nhân cháu thì như bố mẹ cháu chẳng hạn ấy, thì không để ý quá nhiều đến cái vấn đề về ngoại hình hay cân nặng. Bởi vì nói thật là đến bản thân bố mẹ cháu thì cũng không phải là để ý quá nhiều. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu cải thiện được những cái vấn đề bên trong ấy, thì mọi người đều nhận thấy là cái ngoại hình bên ngoài nó sẽ thay đổi, nó tốt lên đúng, theo đúng, cái sức khỏe. Đúng rồi, đó. Chính xác như thế. Thế còn là nói thêm sâu thêm một chút về cá nhân chú, thì chú bị, thực ra là chú bị bệnh đường ruột. À, về đường ruột. Đúng rồi. Nghĩa là về tiêu hóa kém đúng không chú? Những anh chị em nào bị bệnh đường ruột như tôi thì chắc là sẽ thấu hiểu cái hoàn cảnh. Dạ. Thứ nhất là được tá tràng. À. Nó rất là khó chịu. Nó gây cái bất tiện cho cuộc sống. À. Cái thứ hai là bệnh trĩ. Bệnh trĩ. Tôi thì ăn ớt thì khủng khiếp rồi. Ăn cay. Và một bữa trước đây thời thanh niên là tôi cứ ăn tầm 15 đến 20 quả ớt. À. Trong một bữa cơm. Không hề ăn ít. Chính vì những cái lối ăn mà để đảm bảo được cái ngon miệng mình. Khẩu vị của mình thì nó sau này nó lại trở thành những phản tác dụng. Ừ. Là tôi bị trĩ. Ngoài ra cũng là đàn ông mà thì đương dạ. nhiên là cũng rượu bia. Dạ. Cũng thế thì sau khi tôi sử dụng sản phẩm thì tôi thấy thế này. Thứ nhất là các vấn đề về đường ruột của tôi là được ổn định, trĩ là gần như là biến mất rồi. Dạ. Và tôi không phải động một cứ một viên thuốc tây hay là dao kéo gì cả. Đấy là riêng cá nhân trực tiếp sử dụng. Dạ. Cái vấn đề của chú là chú nhận thấy luôn. Mà nó cũng không phải là quá kéo dài thời gian. Nó đâu đó chừng khoảng 20 đến 25 ngày sử dụng kiên trì. Và phải thật sự kỷ luật về ăn uống và sử dụng sản phẩm cộng với cách tập. Đấy, đúng như chương trình hướng dẫn. Dạ. Thì hiệu quả nó đến với mình rất rõ ràng. Cái thứ chú hai, có bất ngờ không ạ chú? Thật sự là bất ngờ chứ. Bởi vì cái bệnh trĩ cháu biết không? Chú đeo theo chú gần 14 năm. Ồ, 14 năm. Dòng dạ. Có uống thuốc tây đấy, mua xuống tiệm thuốc tây uống vẫn cứ theo đơn của bác sĩ kê thôi. Dạ. Thì nó khỏi đâu đó khoảng tầm 15 ngày xong nó lại bị lại bình thường. Ừ. Đấy là tôi là bị trĩ nội. Và nó rất là bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày đúng không chú? Mà nó gây cho giảm sút sức khỏe rất là nhưng mà dạ. nó mạnh nhưng không lên cân được đâu cháu ạ. Rồi những người mà cháu biết không là lên cân vấn đề về đường ruột và tiêu hóa à. Thì có thể nhá, có mọi người có thể ăn rất nhiều, không biết chú Thắng thì có ăn khỏe không, nhưng mà cháu biết có những người mà đường ruột kém nhưng mà ăn rất nhiều nhưng mà không thể nó hấp thu được. Đúng rồi. Thì mọi người cứ nói là do tạng người khó béo. Đúng rồi. Thì khi mà mình ở đây thì mình biết đó là vấn đề từ tiêu hóa. Chính xác. Của mình. Nó là vấn đề tiêu hóa. Sau khi tôi sử dụng sản phẩm thải độc cơ thể, nói chính xác là thải độc cơ thể, thì tôi đào thải được tất cả những độc tố ra và điều đó nó giúp cho tôi trở lại một sự cân bằng, dạ. ổn định. Đấy, bản thân chú cũng như này, đây là cái hắc tố da của chú ở hai cánh tay. Dạ. Thực tế những vết rất là thâm. Ở vâng. lứa tuổi của chú là đương nhiên là có người bị như chú, nhưng có người thì chưa bị. Kiểu đồi mồi đúng không chú? Đó, nó dạng bồi đồi mồi. Dạ. Chứ không chỉ thuần túy là nếp dám bắt nắng. Dạ. Cái phần bắt nắng. Trước đây nó rất là thẫm. Vâng. Nhưng sau khi sử dụng sản phẩm thì đến bây giờ tôi nhìn lại bằng đôi tay của tôi thì nó cũng đã đỡ cải thiện rất là nhiều. Dạ. Nó nhạt đi rất là nhiều. Đấy, cô. Đấy là sự thật. Ta không thể là nói bây giờ kiểm chứng bằng mắt cũng có thể là trực tiếp từng nhìn thấy đâu. Vâng. Đấy, việc đồi mồi xuống nhé, việc các cái chỉ số, các cái vòng đo của mình nó xuống, đó là trực tiếp và vâng. trực diện, chứ không chưa cần phải là trực tiếp bằng cái chỉ số máu. Dạ.
Đúng là những cái cảm nhận của cơ thể nó tốt lên, bởi vì thực ra mọi người biết là nếu như mà gặp vấn đề về tiêu hóa hay là vấn đề về đường ruột ấy thì thông thường ấy mọi người sẽ rất ngại đi ra ngoài mọi người ạ, bởi vì là nó sẽ rất bất tiện trong cái vấn đề sinh hoạt, và nên là khi mà cơ thể nó chỉ cần có thay đổi một chút thôi là sẽ cảm thấy nó rất là bất ngờ và nó rất dễ để cảm nhận được, đặc biệt là những người bị về tiêu hóa và đường ruột giống như chú Thắng đó. Thì có một cái cháu muốn hỏi cô chú, vì cái này thì cháu nghĩ là tầm tuổi như cô chú hay bố mẹ cháu thì sẽ rất hay thắc mắc, đấy là trong cái quá trình mà cô chú bắt đầu với chương trình thì cô chú gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống không? Nghĩa là mình có phải là kiêng khem quá là khổ sở như mọi người nói không, hay là mình vẫn ăn uống giống như gia đình bình thường nhưng mà mình biết cách mình điều chỉnh cái bữa ăn của mình hơn? Thực ra là không phải kiêng một cái gì cả, mà chỉ hạn chế những cái có hại đưa vào cơ thể. Nghĩa là mình biết cái gì tốt và cái gì, đúng cái rồi, gì nên và cái gì không nên. Trong một chương trình này thì có cái hay là không phải kiêng cữ bất cứ cái gì, mà họ chỉ ra cho mình rằng nên sử dụng như thế nào cho nó đúng cách và nó cho phù hợp cho từng người một. Dạ, đúng. Đấy, ví dụ như người tiểu đường thì bớt ăn cơm đi, đưa lượng đường vào ít thôi. Thì mình vẫn được ăn nhưng mà nó sẽ hạn chế và có thể là mọi người sẽ lựa chọn những cái loại nó tốt. Và ta cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đúng rồi. Mà không phải là bảo là không được ăn cứ phải nhất thiết ăn cái món này. Đúng rồi. Hoàn toàn là như thế. Cho nên là cách sinh hoạt nó không bị đảo lộn đâu. Nó không bị đảo lộn. Không hề bị đảo lộn một thế nào không hết. Không bị khó khăn đúng không? Không bị khó khăn. Mà còn nhàn hơn ý. Nhàn hơn, dễ chịu hơn. Và mình ăn uống mình cũng thấy nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Kiểu nó vừa đủ chất này, nó cung cấp đủ năng lượng đúng không? Đó. Thế như cô Bình là trước là rất hay gặp cái vấn đề là kiểu cảm giác là giống như mình muốn ngất xỉu ấy, thì sau khi mà vào chương trình thì sau bao lâu ấy cô cảm thấy là mình còn không còn gặp những cái triệu chứng như thế nữa? Cô ấy thì trước này là khi mà chưa vào ấy thì là cứ hay đói vặn. Nghĩa là mình ăn sáng xong khoảng tầm 9-10 giờ là mình rất là đói rồi. Thế nhưng mà sau khi sử dụng mình ăn theo cái chương trình ấy thì coi như là từ sáng đến trưa là đúng cách nhau 4 tiếng là cô cũng không thấy đói nữa. Mà khi mà vào cái chương trình thì cô thấy còn ăn nhiều hơn là cái đúng. Cái bình thường mà mình hay ăn. Mình cứ nghĩ là mình ăn nhiều thôi. Mà đến lúc mà nấu lên thì cái khi mà mình nấu theo cái chương trình ấy, thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Tiết kiệm thời gian đúng không? Không vất vả mà ngủ ngon hơn. Sau cô sử dụng được khoảng 20 ngày thì cô bắt đầu cô thấy cô khỏe lên và ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và cũng không thấy đói vặt. Và sức khỏe cô lúc đấy là tinh thần của cô nó thoải mái hẳn. Trước đấy cô có bị mất ngủ không ạ? Trước đấy thì cô mất ngủ thường xuyên. À, trước đấy là cô mất ngủ thường xuyên. Nó mệt thì cho đương nhiên là người nó rất là khó thở, tim mạch nó sẽ liên quan đến nhau. Nghĩa là cô Bình bị mất ngủ thì sẽ dẫn đến là cái hoạt động hàng ngày của cô nó sẽ gặp ảnh hưởng. Nghĩa là khi mà mọi người không ngủ không đủ ấy, thì cái sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng, nó dẫn đến những cái hoạt động của chúng ta nó sẽ không được hiệu quả, nên là lúc nào cũng cảm thấy bị mệt mỏi đúng rồi. Đúng không cô? Đúng rồi. Đó. Có một cái hay của trong chương trình ấy, các cái sản phẩm hỗ trợ rất là chính xác và tốt. Ví dụ câu chuyện của chú này, khi xảy ra Covid lúc bây giờ chú đang ở bên Bixi Mũi La. Dạ. Và gần như là khu đó là quay lại là nhốt lại đấy. À, thế là chú là ở luôn bên đấy ạ? Ở luôn bên đó. Dạ. Và gần như là nhốt lại. Vâng. Thì khi mà xuống để tiêm thêm chích mũi thứ hai đấy. Dạ. Thì khi xuống đo huyết áp của chú là 178. Thế là cũng cao rồi. Tại chỗ nếu mà nói là 178 là chắc là các bác sĩ sẽ rất là bất ngờ về sao là ông lại xuống và ông vẫn cứ đi được như vậy. Vâng. Và ông cứ tham gia vụ việc tiêm. Vâng. Các bác sĩ cũng đã đưa bảo chú ra nghỉ 2 tiếng ở ngoài, quay trở về thì nó tụt xuống. Tức là bản thân chú thì trước đây chú đã biết là bản thân mình là bị huyết áp không có nguyên nhân. Vâng. Đấy, thường cái đấy là rất dễ xảy ra đối với lứa tuổi các chú. Đúng rồi. Chú trở lên. Thế sau khi vẫn tiêm, thực hành tiêm và cũng không ảnh hưởng gì. Nói thêm một chút là khi huyết áp nó của chú như vậy thì nó thường xảy ra hơn. Dạ. Mà chú rất biết trong cơ thể mình, chú không nói ra mà thôi. Dạ. Là cũng không đi khám mấy. Để cho mọi người đỡ lo lắng. Chính xác. Chú không muốn bị lo lắng. Nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm thì những cái biểu hiện đó nó đã thưa ra rất nhiều và nó giảm dần. Nó giảm dần mà nó không còn gây khó chịu cho chính cá nhân chú nữa. Dạ. Đấy là sự thật về cá nhân đã trải qua. Dạ. Và dùng thì thấy nó đúng là hiệu quả. Trong các sản phẩm nó tác động lên cơ thể của mình một cách rất từ từ và nhẹ nhàng. Đó. Đấy, chuyển biến dần dần và mình không bị vướng mắc bất cứ về cái khiêng khem hay là bị
bó buộc quá nhiều. Dạ. Đấy là mình vẫn sinh hoạt, vẫn sống làm việc bình thường, nhưng có một kỷ luật duy nhất, tức là ta phải theo một cái hướng dẫn trực tiếp của chương trình, bởi các bác sĩ, các dược sĩ, các nhà dinh dưỡng học trong chương trình. Họ rất quan tâm, họ quan tâm theo hết chương trình chú dùng sản phẩm, họ mới dừng. Chứ họ không hề buông bỏ cái cái người sử dụng sản phẩm. Đúng. Đấy, để quan đạt trọng được, là có người đồng hành đúng không chị? Đạt được đến cái tiêu chí tốt nhất cho người sử dụng. Dạ. Đấy mọi người thấy không? Thực ra là nó không phải là dùng một cái gì đấy ngay, hay là chúng ta ăn uống 1-2 ngày mà cơ thể của chúng ta nó có thể từ rất nhiều vấn đề trở về không có vấn đề, mà nó là một cái sự tác động từ 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 bên trong cơ thể. Nghĩa là cô chú cảm thấy là cơ thể của chú dần dần tốt lên, những cái biểu hiện khó chịu trước kia cô chú gặp phải nó cũng thưa dần, và nó cũng đến bây giờ thì nó gần như là nó không đến với cô chú nữa. Thì cháu nghĩ là cái chia sẻ của chú Thắng và cô Bình ngày hôm nay thì thực sự nó rất là thiết thực, và nó là cái vấn đề của rất nhiều người ở ngoài kia, đặc biệt là tầm tuổi như cô chú và hơn như thế nữa. Thì rất là cảm ơn cô chú ngày hôm nay đã dành thời gian cho cháu cũng như là mọi người để chia sẻ về cái câu chuyện của mình. Bạn vừa được lắng nghe chia sẻ về các vấn đề sức khỏe và cách cải thiện vấn đề sức khỏe đó từ những người bạn của Mai. Nếu như bạn cũng đang gặp vấn đề giống như họ, hoặc người thân của bạn cũng đang gặp vấn đề như thế, bạn hãy nhớ chia sẻ câu chuyện này đến với mọi người nhé. Và đừng quên ấn subscribe kênh YouTube của em Mai để nhận thêm nhiều những cái giá trị và những cái kiến thức về sức khỏe cũng như là cách cải thiện chúng nhé. Hẹn gặp lại mọi người.